Bà cụ gần 80 tuổi rơi vào cảnh nợ nần do cờ bạc, không biết có cách nào để có thể trả nợ, bà đành nhắm mắt đưa chân. Bà đã nhận lời một người xa lạ để bay từ Úc về Việt Nam. Vận chuyển hàng qua Úc thì bà sẽ có 40.000 đô la trả nợ và chi tiêu trong cuộc đời còn lại. Theo hồ sơ vụ án, tại khu vực ký gửi hành lý của khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan nghi ngờ chiếc vali của hành khách có tên là Nguyễn Thị Quang, sinh năm 1944, mang quốc tịch Úc, đang chuẩn bị bay từ Việt Nam qua Úc có chứa hàng cấm nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện vali này có 5 hũ nhựa đựng mắm. Bên trong mỗi hũ mắm có bịch ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Toàn bộ hàng này được đưa đi giám định và đều cho kết quả là chất ma túy với tổng trọng lượng gần 4,2 kg. Quá trình điều tra, cụ bà này khai nhận vợ chồng cụ định cư ở Úc từ năm 1990. Do tuổi già, không có con cái nên thỉnh thoảng cụ có vào các sòng bạc gần nhà để giải trí cho khuây khỏa. Tuy nhiên, càng chơi cụ càng thua nên đã thiếu nợ một số người lên tới 4.000 đô la Úc. Không có tiền trả nợ, cụ đã bị hồi thúc liên tục. Khoảng đầu năm 2017, cụ quen với một phụ nữ tên là Lộc không rõ lai lịch ở trong sòng bạc. Và người này ngỏ ý giúp cụ kiếm tiền trả nợ, nên bà như người chết đuối vớ được phao. Cụ thể là cô Lộc đề nghị cụ về Việt Nam mang ma túy sang Úc và hứa trả công là 40.000 đô la Úc. Không chần chừ, cụ bà đã gật đầu và đồng ý. Trước lúc đi, bà Quang được ứng trước là 5.000 đô la. Về đến Việt Nam, bà cụ nhận vali cất giấu heroin từ một người tên là Bé Hai theo sự điều khiển từ xa của Lộc, rồi vận chuyển về Úc. Tuy nhiên, khi chưa kịp xuất cảnh thì nhà chức trách đã kịp thời phát hiện, bắt tại trận cả người lẫn tang vật. Thoát án tử vì trên 70 tuổi, với hành vi đó, bị cáo Nguyễn Thị Quang bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt lên đến tử hình. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, vụ án được Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử. Bị cáo có mái tóc bạc phơ, sức khỏe đã yếu nên được hội đồng xét xử cho ngồi để mà trả lời. Do tai bị loãng nên bị cáo gần như là không nghe được những gì mà phía hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát hỏi. Do đó, hội đồng xét xử đã nhờ một cảnh sát nữ ngồi cạnh bị cáo để mà hỗ trợ, nhắc lại cho bị cáo nghe. Từ đầu phiên tòa, bị cáo cố gắng ngó nghiêng xem là có người thân nào tới dự phiên tòa, nhưng vẫn không thấy. Gương mặt bị cáo buồn ủ rũ, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Tuy nhiên, một lúc sau đã có một người cháu họ tới nên bị cáo có phần đỡ tủi thân hơn. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành vi đúng như những gì cáo trạng truy tố. Được nói lời nói sau cùng, bị cáo vừa thở hổn hển vừa nói trong nghẹn ngào. Xin hội đồng xét xử cho bị cáo nói vài lời. Bị cáo nhận tội, bị cáo thấy mình có lỗi với nhà nước, mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng. Sau giờ nghi án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì hám lợi mà bị cáo đã bất chấp pháp luật, bay từ Úc về Việt Nam vận chuyển một lượng ma túy lớn qua Úc. Tuy nhiên, theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, đã không còn mức án tử hình đối với người phạm tội trên 70 tuổi. Do vậy, hội đồng xét xử đã áp dụng mức án cao nhất dành cho bị cáo Quang, đó là chung thân. Một tố cáo liên quan đến một hành động kỳ cục của một anh gốc Việt sống tại phía bắc của tiểu bang Florida. Theo tin của đài truyền hình WTXL, anh này bị tố cáo cầm một miếng gỗ để đụng vào cơ thể của một em gái 11 tuổi mà không được sự đồng ý của em. Nhân vật bị nhà chức trách chiếu cố đó là anh Alex Trần, 36 tuổi. Theo nguồn tin cho biết, anh này đã từng bị sở cảnh sát Leon County tạm bắt vào ngày thứ Sáu ngày 11 tháng 5 vào tuần qua. Trước đó vào ngày 5 tháng 5, cảnh sát đã từng được gọi đến một tiệm làm móng tay nằm ở trên đường Manhattan Drive
liên quan đến một hành động bị xem là không đàng hoàng. Sau khi đến cơ sở thương mại này, cảnh sát đã tìm gặp và nói chuyện với nạn nhân cùng với mẹ của em. Người mẹ cho biết vào ngày 5 tháng 5, bà mang con và một thân nhân khách đến tiệm Nail Care để được làm móng tay. Bà cho biết là trong lúc được Alexander phục vụ thì anh ta bỗng cầm một món đồ làm bằng gỗ, và trong lúc đứng đằng sau quầy tiếp khách, Alexander đã cầm cây dùi gỗ để cạ vào nách của em gái. Anh cạ tới cạ lui vài lần cho đến khi bị người mẹ yêu cầu ngưng hành động này. Cũng theo lời kể của người mẹ, Alexander đã ngưng làm nhưng có nói thêm câu tiếng Anh "I will do it again", tạm dịch là lần sau tôi làm nữa. Người mẹ nói với cảnh sát rằng bà từng thấy Alexander cho những khách hàng khác thấy cây gỗ đó. Bà cho biết là Alexander đã trở nên khó chịu khi nghe bà nói là sẽ báo cho cảnh sát biết. Khi nói với Alexander như vậy, người mẹ và con gái đã đứng sát vào nhau, và theo lời khai của người mẹ, Alexander đã tát nhẹ vào mặt của người mẹ và đụng tay vào cô con gái. Vài nhân chứng cho biết họ có thấy Alexander vung tay nhưng không thực sự thấy anh ta đánh vào mặt người mẹ. Khi nghe người mẹ nói rằng đã gọi cảnh sát, Alexander liền cầm món đồ gỗ và đi ra cửa sau của tiệm salon. Trong suốt bản tin của đài truyền hình cũng như là tường trình của cảnh sát, không nghe nói miếng gỗ là cái gì, có phải là một cái dùi gỗ hay là một cây que dùng để gãy ngứa. Khi bị cảnh sát phỏng vấn, Alexander phủ nhận sự việc đụng vào người cô gái cũng như là việc đánh người mẹ. Anh cho biết là người mẹ từng thấy cây gỗ ấy trước đây và anh có nói với bà về nó. Alexander khẳng định là anh không đụng vào cơ thể của em gái và cho biết là người mẹ ngồi đối diện với con của bà trong lúc anh đang cho họ xem cây gỗ. Đến ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 5, cảnh sát lại tìm gặp Alexander và hỏi anh có đồng ý cho họ xem video giám sát của tiệm được không. Anh đồng ý và cho họ xem video. Ngày hôm sau, cảnh sát xem video và thấy anh ta có cầm miếng gỗ đụng vào vai của thân nhân của người mẹ và chặn nó vào mặt của cô gái. Nhiều nhân chứng cũng khai với cảnh sát rằng Alexander có cầm món đồ gỗ cà vào nách của nạn nhân. Dựa vào các chứng cứ nói trên, cảnh sát đã tạm bắt Alexander vào hôm thứ Sáu tuần qua. Ngày 11 tháng 5, anh đã được thả sau khi đóng tiền thế chân, và tạm thời thì anh bị truy tố tội đụng chạm mà không có sự đồng ý của người khác. Một bà chủ tiệm nail ở Louisiana đã bị cướp đánh bằng súng ngay trước tiệm của mình. Tai họa có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả trong khu vực mà mình cho là an toàn. Điều bất an đã xảy ra cho một phụ nữ Việt Nam làm chủ một tiệm nail móng tay ở thành phố Baton Rouge, thuộc tiểu bang Louisiana. Theo đài truyền hình WAFP, cho biết là bà Trần Thuyền đã bị bọn cướp đánh bằng súng vào một buổi tối mới đây. Tiệm Soul Nails của bà nằm trên đường Answer with Forest Drive. Sau khi đóng cửa tiệm, bà bước ra ngoài, tôi thấy có mấy chiếc xe đậu cạnh xe tôi. Có hai gã đàn ông, một ngồi trong xe, một đứng nói chuyện. Bà Thuyền kể lại với đài WAFP trong những chương trình tin tức được chiếu đêm thứ Năm. Sau khi ngồi vào trong xe, bà Trần Thuyền nhận ra là có một chiếc xe vận tải 18 bánh đậu ngay đằng sau xe bà, trong khi chiếc xe bên cạnh với hai gã đàn ông thì lại quá sát xe bà, khiến bà lùi xe rất là khó. Tôi tìm cách nói với các người đàn ông là hãy di chuyển xe một chút xíu cho tôi có đủ chỗ để lái ra ngoài, bà kể lại. Đến lúc thì một gã đàn ông đang đi lại bên trước cửa tiệm của bà, rồi trở lại xe của anh ta và mở máy, làm như là để lái xe đi vậy. Tôi tưởng hắn ta sẽ rời xe cho tôi đi. Thế nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, bà trở thành nạn nhân của họ. Khi thấy cánh cửa bên kia của chiếc xe của tôi bị mở ra, đó là lúc tôi biết là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Sự việc xảy ra nhanh quá, tôi không thể làm gì được, bà Thuyền giải thích với đài truyền hình. Bà cho biết là hành động tấn công đã diễn ra ngay sau đó, một trong hai người đàn ông đã nhảy vào xe của bà và yêu cầu bà đưa bóp cho họ. Một cuộc giằng co xảy ra, hắn ta lấy khẩu súng và đánh vào đầu của tôi, vào bên phải của tôi, bà kể tiếp.
Nạn nhân đã bị đánh 3 lần, sống sót với vết thương cần 6 mũi khâu và mắt bên phải bị bầm tím. Tên cướp đã lấy được bóp và bỏ chạy. Tên kia đã chờ đợi hắn ta. Hắn nhảy vào xe và bọn họ lái đi mất. Bà kể như vậy. Trong video an ninh, người ta có thể thấy bà Trần Thuyền chạy qua tiệm bên cạnh để nhờ giúp đỡ, với mặt bà bị chảy máu. Thế nhưng sự xui xẻo chưa ngưng ở đó. Bà Thuyền đã để chìa khóa ở trong bóp, thế nên đêm hôm đó có người đến mở cửa tiệm. Sáng hôm sau, khi các nhân viên đến làm thì họ thấy cửa trước và cửa sau bị mở. Đồ đạc bên trong bị lục lọi lung tung, bà Thuyền cho biết. Thế nhưng kẻ gian đã không lấy gì thêm. Chủ tiệm nail này cho biết bà đã có tiệm ở địa điểm này suốt 7 năm qua. Bà chưa một lần nào cảm thấy thiếu an toàn. Và cho dù mới bị cướp, bà vẫn không thay đổi ý nghĩ về khu vực này. Qua kinh nghiệm riêng của mình, bà chỉ muốn mọi người hãy cẩn thận hơn để tránh bị tấn công như bà đã bị. Cảnh sát khuyên là những ai có tin tức về vụ này thì hãy gọi số Crime Stopper 225-344-7867 hầu giúp được thủ phạm đã đánh bà Trần Thuyền. Lao động Việt được đánh giá là không biết nhìn xa trông rộng. So với lao động các nước, lao động Việt nhận mức lương thấp. Phần lớn lao động Việt Nam tại Mỹ vẫn hướng vào những nghề không cần bằng cấp như là nghề làm móng, nối mi, v.v. Cụ thể là năm 2017, có 1.253 người Việt xin thẻ xanh diện lao động kỹ năng tại Mỹ. Tính đến thời điểm xin thẻ xanh, lương năm của một người Việt tại Mỹ chỉ dừng ở mức 38.984 USD trên một năm. Trong khi đó, lương của lao động Ấn Độ là 107.771 USD trên một năm. Trung Quốc là 95.344 USD trên một năm. Còn Hàn Quốc là 44.684 USD trên một năm. Đối với nước Anh là 128.454 USD trên một năm. Đài Loan là 87.961 USD trên một năm. Ukraine 103.453 USD trên một năm. Bangladesh là 92.407 USD trên một năm. Liban là 131.382 USD trên một năm. Nepal là 92.282 USD trên một năm. Lý giải về điều đó có vẻ như là vô lý này. Ông Đinh Công Bằng, chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho chính phủ Mỹ tại tiểu bang Florida thì cho rằng một phần là do lao động Việt tại Mỹ chỉ có bằng đại học, trong khi công dân các nước khác có bằng cao học, tiến sĩ hay là các bằng chuyên môn khác như là dược sĩ và bác sĩ. Lao động Việt Nam tại Mỹ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc trước khi xin thẻ xanh. Hay nói là cách khác, họ xin thẻ xanh ngay ở công việc đầu tiên sau khi đặt chân hoặc là bắt đầu có việc làm ở Mỹ. Nếu họ biết chuyển việc khoảng vài ba công ty thì sẽ có lương cao hơn, ông Bằng nói như vậy. Bên cạnh đó, vị chuyên gia có nhiều năm trợ giúp về du học, việc làm và định cư cho người Việt Nam tại Mỹ này nhận định rằng lao động Việt còn làm những ngành nghề có mức lương thấp. Những ngành lương cao nhất thường chưa đến tay người Việt, đơn giản là vì chúng ta chưa đủ trình độ. Không những làm việc lương thấp, người Việt còn làm ở vùng sâu, vùng xa, không phải ở trung tâm. Cùng một ngành nghề nhưng nếu làm ở thành phố lớn có thể nhận được mức lương gấp rưỡi hay là gấp đôi một cách dễ dàng. Ông Bằng cho biết như vậy. Lao động Việt phần lớn cũng làm việc cho các hãng nhỏ, công ty nhỏ. Có thể là vì các hãng lớn trả lương cao chưa biết nhiều đến lao động Việt Nam. Trong khi các hãng nhỏ trả lương thấp sẵn sàng thuê người Việt vì chi phí thấp hơn. Một lý do quan trọng nữa, theo ông là lao động Việt chưa biết cách đàm phán lương hiệu quả. Kinh nghiệm phỏng vấn lao động làm phụ nữ châu Á, tôi thấy phụ nữ Á đàm phán lương rất kém, có lẽ là do yếu tố văn hóa, ông Bằng chia sẻ như vậy. Qua kinh nghiệm phỏng vấn lao động là phụ nữ Á châu, tôi thấy phụ nữ Á đàm phán lương rất kém, có lẽ là do yếu tố văn hóa. Đồng tình với ông Bằng, một số chuyên gia khác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho biết rằng đa phần người Việt xin thẻ xanh diện lao động kỹ năng ở Hoa Kỳ với mức lương chỉ tầm là 20.000 USD trên một năm. Rất ít lao động xin thẻ xanh với mức lương trên 100.000 USD trên một năm. Theo anh Sơn Nguyễn, một chuyên gia hiện đang làm việc về di trú tại Los Angeles,
thì số lượng người Việt xin cấp thẻ xanh nhiều như vậy là do bị lừa đảo về visa EB3, một loại visa định cư cho phép các công dân nước ngoài thuộc diện lao động lành nghề, chuyên gia hoặc là các hình thức lao động khác nhập cư vào Mỹ để được cấp thẻ định cư vĩnh viễn. Và anh cho biết là có rất nhiều người Việt bị lừa về điều này khi muốn xin thẻ xanh sang Mỹ làm việc. Theo anh Sơn, các đối tượng dùng những thủ đoạn rất tinh vi để lừa người Việt vì hệ thống di trú Mỹ khá là phức tạp, nhất là diện việc làm. Họ đánh vào EB3 vì để được cấp visa loại này, lao động cần phải có bằng cử nhân, nhưng có định nghĩa rất mơ hồ rằng là công việc chỉ đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm. Thường là những nghề đặc thù, họ làm sai lệch thông tin là nghề lao động tay chân cũng được, và đúng là luật không cấm, anh Sơn giải thích. Bên cạnh đó, anh Sơn chỉ ra rằng có những hãng xưởng bảo lãnh hàng trăm chứng chỉ lao động. Trên một năm, họ lấy số lượng trước nên bắt lao động Việt đóng tiền từ khi mở hồ sơ đến bắt đầu. Mà người Việt thì nghĩ là chứng chỉ lao động là gần đến thẻ xanh rồi. Theo anh Sơn tìm hiểu, số tiền phải đóng lên đến là 40.000 đến 70.000 USD cho một gia đình. Sau đó chứng chỉ lao động còn viết tắt là PEOM bị từ chối sẽ bỏ qua vì họ đã nhận tiền rồi. Nếu em may mắn được chấp nhận, phần lớn thì dựa vào may mắn thì họ lấy tiếp tiền của bước E140 và E185, những mẫu đơn di trú Mỹ, rồi cuối cùng vẫn sẽ không có thẻ xanh. Nói tóm lại, anh Sơn cho rằng vì visa H1B, lao động có tay nghề cao, lương cao, thường lương sẽ không thể dưới 40.000 USD. Và đa số người xuất phát từ visa H1B mới làm thẻ xanh diện việc làm, nên tất cả những điều này đã tạo ra những con số ảo về số lượng xin thẻ xanh của lao động Việt. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.